con đi ạ. Mẹ còn nhớ là mẹ từng nói với con, nếu mà có ước mơ của riêng mình thì phải theo đuổi nó đến cùng còn gì ạ. Con đi ạ. Mà mẹ này, mẹ cũng từng có ước mơ đúng không mẹ? Lúc nào anh về, mẹ sẽ kể cho anh nghe nhá. Vâng ạ, con đi đây. Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào? Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế. Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào. Cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời riêng mình. Khi con bé mẹ ước sau này lớn lên, mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con, ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ. Con sau này có thể làm bác sĩ được không ạ? Nếu mà con có ước mơ của riêng mình thì con hãy cố gắng theo đuổi, mẹ tin nhất định con sẽ làm được. Thế mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì ạ? Mẹ cũng quen dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Vài năm trước mẹ vẫn thấy con đùa vui trước sân, thế mà giờ đây con lớn nhanh sau ngần năm ấy. Rồi con cũng có ước mơ riêng mình, và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ. Mẹ cũng quen dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Ước muốn khi xưa mẹ cất lại như một kỷ niệm.
Con à. Ừ mẹ. Con vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Mẹ yên tâm, ở đây con vẫn ăn uống đầy đủ lắm. Mẹ ở nhà thế nào? Mẹ vẫn khỏe. Mẹ nhớ về giữ gìn sức khỏe nha. Con đang thấy bệnh viện có vẻ đỡ cao rồi nên là chắc là sẽ sớm được về nhà thôi. Mẹ cũng quen dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Ước muốn khi xưa mẹ cất lại như một kỷ niệm. Chúng tôi hiểu rằng trên hành trình hiện thực hóa những giấc mơ, bạn cần rất nhiều sự dũng cảm, sự cố gắng và cả những hy sinh thầm lặng mà không phải ai cũng biết. VinID và Quân AP xin gửi lời tri ân tới các bậc phụ huynh của những người anh hùng thầm lặng, những bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu ở tuyến đầu giúp góp phần xóa tan đại dịch.